Chúng ta muốn mở đầu bài học hôm nay của chúng ta bằng một cái câu hỏi mà mình sẽ hỏi nhau, hỏi người bên cạnh. Nên nếu có ai thì không có người bên cạnh thì xoay ra đằng sau hay xoay ra đằng trước. Hỏi câu rất đơn giản là anh chị có phải tín đồ Chúa hay không? Are you a Christian? Xong cũng hỏi cái người đó là am I a Christian? Tôi có phải là người tin Chúa không? Cái câu thì dễ hỏi, nhưng mà nếu mà trả lời mình phải coi cái những cái bằng cớ. Thì khi mình nói tôi là tín đồ của Chúa, tôi là người theo Chúa, tôi là người tin Chúa, tôi là người được cứu, thì Kinh Thánh chỉ cho chúng ta có những cái chỗ đo lường rất là rõ ràng. Chúng ta đang nói về đặc tính của Hội Thánh sống động. Chúng ta đang nói về những người tin Chúa thật, và trong sự đo lường của lời Chúa thì ở đây khi sứ đồ Phaolô chào thăm hội thánh thì ông chào thăm với cái sự trình bày rất là rõ ràng. Ông nói là hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, trong câu số 4 ông nói chúng tôi biết là anh em là kẻ lựa chọn, Chúa chọn anh em từ khi trước khi sáng thế, và bây giờ Chúa cứu anh em, đem anh em vào trong hội thánh, chúng tôi biết chắc đó là điều Chúa làm. Thì mình hỏi là làm sao ông biết được, làm sao ông biết chắc chắn? Thì sứ đồ Phaolô đưa ra những cái bằng cớ để mà nói đây là những người thuộc về Chúa cách chắc chắn. Chắc chắn trong cái chỗ là của con người, tại vì chỉ có một mình Chúa biết ai thực sự thuộc về Chúa. Nhưng có những cái dấu hiệu và có những cái bằng cớ để chúng ta có thể đến cái kết luận khá chắc chắn rằng đây là những người, hay là chính chúng ta là những người được lựa chọn, được Đức Chúa Trời yêu dấu, được cứu trong huyết báo của Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ thấy rằng những cái cách đo lường mà lời Chúa đưa ra nó rất là thực tế, nó rất là dễ dàng để mà thấy được. Nhưng mà nó không phải là tôi đã cầu nguyện năm đó, tôi đã được làm phép báp têm năm đó. Đó là một phần của cái sự bày tỏ. Nhưng mà cái sự chứng minh nó rõ ràng hơn nữa. Sứ đồ Phaolô nói đầu tiên là những người thuộc về Chúa. Khi ông nói là những người ở trong hội của Đức Chúa Trời là Cha, trong Đức Chúa Christ, Chúa chúng ta. Những người đã sống trong sự ân điển và bình an mà Chúa ban cho. Rồi ông đưa ra những cái đo lường rất là dễ thấy và có thể đếm được. Ông nói là chúng tôi nhớ mãi về công việc của Đức Tin Anh Em, cái niềm tin của anh em trong Chúa nó có nó có bày tỏ ra trong bông trái của công việc, của sự phục vụ, công lao của lòng yêu thương anh em. Lòng yêu thương của anh em nó có cái chỗ để trả giá, có chỗ để cho mình có thể hy sinh cho người khác. Sự bền đổ của sự trông cậy của anh em trong Đức Giêsu Christ, sự trông cậy của anh em nó giúp cho anh em đứng vững trong đức tin, không có bị xoay chuyển với những sóng gió của ngày tháng trước mặt. Thì ông nói cái đây là những điều mà có thể thấy được. Rồi ông kết luận một chỗ là hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là được cái lựa chọn. Rồi ông nói thêm, sau đó thì ông đưa ra là những điều mà tiếp tục trong sự đo lường. Cho nên chúng ta đi vào chỗ nói rằng chúng ta là những người được thuộc về Chúa, Hội Thánh thuộc trong Chúa, Hội Thánh kết quả cho Chúa và Hội Thánh được chọn bởi Chúa. Rồi ông đưa ra thêm nữa những điều mà sẽ thấy đó là sự sống của Chúa sinh động trong Hội Thánh Chúa, mà chúng ta nói rằng Hội Thánh thực hành trọng tâm của Phúc Âm, đó là Hội Thánh nhận lời của Chúa, nhận lãi đạo ở trong Chúa và một cách chắc chắn rõ ràng. Hội Thánh sống thực hành trọng tâm lời Chúa, Hội Thánh sống trong lời của Chúa, bày tỏ điều đó ra. Trong câu số 5 thì ông nói, đạo tin lành chúng tôi đã ra truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng sức mạnh của tiên quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương của anh em là thế nào. Ông nói về cái cách sống trong lời của Chúa, anh em bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khốn khó. Rồi anh em làm gương tốt, anh em vì đạo Chúa mà từ nên anh em vang ra, có sự rao truyền lời Chúa, sống động trong lời Chúa. Rồi ông nói cuối cùng là anh em là những người xoay bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hàng sống, và anh em chờ đợi con ngài từ trên trời, anh em sống với cái trọng tâm của nước Chúa. Đây là những điều mà đo lường để mình có thể nhìn vào gương mà nói là tôi tin rằng tôi là người của Đức Chúa Trời, tôi thuộc về Chúa. Và nó cũng là một chỗ để chúng ta có thể thành thật với chính mình
để cũng nhìn vào gương hay là trong đời sống của mình và nói rằng những cái dấu hiệu thuộc về Chúa nó có mập mờ, nó có khi có khi không, nó ẩn nó hiện, và tôi không có thể nào đối diện với cõi đời đời với cái sự thiếu chắc chắn như vậy. Đặt lòng tin của chúng ta cách rõ ràng, xoay hướng để theo Chúa và sống thực hành những cái bông trái của đức tin, để kết quả của đời sống chúng ta thuộc về Chúa, vinh hiển cho Chúa và chắc chắn bảo toàn cho chúng ta. Lạy Chúa, cho chúng con được bày tỏ bông trái của đức tin, bông trái của sự liên hệ với Chúa, của sự mong ước sống động cho nước Chúa, phục vụ Chúa, ngay cả khi chúng con nghe lời Chúa hôm nay. Xin Chúa đem đến sự thay đổi cần có trong chúng con, biến đổi chúng con theo hình bóng của Ngài, để chúng con sống trong lời Chúa bởi quyền năng của Thánh Linh Chúa, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Trong phần sự sống của Chúa sinh động thì chúng ta đã nói về thực hành trọng tâm phúc âm. Khi chúng ta đọc trong câu số 5 thì chúng ta có lẽ không thấy rõ lắm cái ý của sứ đồ Phaolô ở đây. Ông nói rằng cái người mà có thể tin nhận Chúa, biết chắc là mình nhận Chúa, thì phải biết chắc là không phải là chỉ là cái kết quả trong đời sống mình, nhưng mà cái cách mình nhận cái lẽ đạo phúc âm, mình nhận từ cái lẽ đạo nào, mình nhận từ nơi ai, và cái quyền năng nào thay đổi sống động trong đời sống của mình khi mình tuyên bố rằng mình tin Chúa. Tại vì rõ ràng là không phải là mình tin ai đều nghe ai cũng được, cũng trở thành người tin Chúa. Mình có thể nghe một cái sứ điệp nó rất là hay, nó rất là cảm động, nó làm cho mình đổ nước mắt. Nhưng mà đổ nước mắt cảm động không có nghĩa là tin Chúa thật. Cái sứ điệp đó chưa chắc là đến từ nơi Chúa. Mình có nhiều cái sứ điệp được rao giảng trong các nơi gọi là hội thánh, nhưng mà không phải tất cả mọi sứ điệp đều đến từ nơi lời Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói là đạo tin lành chúng tôi ra truyền cho anh em không những bằng lời nói mà thôi, cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh. Cho nên điều mà chúng ta muốn nhận thấy là cái trọng tâm của cái sứ điệp mà chúng ta nhận lấy là tin lành. Và ông nói là tin lành của chúng tôi, tin lành chúng tôi. Ông giải thích, chúng ta giải thích trong cái phần tin lành này, ông dùng những chữ như tin lành của Đức Chúa Trời để nói rằng đây là nó ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cái nguồn cội của đạo tin lành, thẩm quyền của đạo tin lành đến từ nơi Chúa. Chúng ta không cần thuyết phục người nào là cái đạo tin lành Chúa có thẩm quyền, là đạo tin lành Chúa có thẩm quyền, tại vì nó đến từ nơi Chúa. Và khi ông dùng cái chữ khác là đạo tin lành của Đấng Christ, thì ông nói là đạo tin lành của Đấng Christ là đạo nói về lẽ đạo của Đấng Christ. Ông nói là khi mà chúng ta giảng đạo tin lành thì dùng lời kinh thánh cắt nghĩa và giảng giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ cái chết sống lại, và nói rằng Đấng Christ này là Giêsu của Đức Chúa Trời, Đấng mà ta rao truyền cho các người. Ông nói trong công vụ đoạn 17 khi ông đến thành phố Thessalonica. Nghĩa là lẽ đạo nó phải về Chúa Giêsu, nó không phải là về cách nào để mà sống hạnh phúc, cách nào để giải quyết vấn đề gia đình, cách nào để nuôi con. Nó có những cái áp dụng mà mình có thể sống trong sự liên hệ với Chúa Giêsu trên lời kinh thánh, nhưng mà nếu cái trọng tâm là để cho thay đổi gia đình hay để thay đổi đời sống của mình thì nó không phải là cái lẽ đạo tin lành cứu rỗi. Cho nên nó phải là tin lành của Đức Chúa Trời, tin lành của Chúa Giêsu. Rồi ông dùng ở đây ông nói là tin lành của chúng tôi, tức là tin lành này nó trở thành cái cá nhân. Tôi ở dưới quyền của tin lành, tôi sống động với quyền lẽ đạo tin lành của đạo phúc âm Chúa. Tôi không chỉ nói một cái miệng mà thôi, tôi sống trong điều đó. Và khi sứ đồ Phaolô nói là đạo tin lành của chúng tôi, ông muốn nói rằng tôi yêu mến đạo tin lành, tôi yêu mến sứ điệp tin lành, và tôi thực hiện đạo sứ điệp tin lành này, nó trở thành một cái phần cá nhân rõ ràng. Rồi ông nói là đạo tin lành này đến với anh em, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em. Cái đạo tin lành này đã được sai phái đến và có thẩm quyền của Chúa, nó có cái tiến trình để đến với cộng đồng hội thánh.
Chúng ta hỏi rằng cái đạo Tin Lành này đến thành phố Thessalonica để cứu những người thuộc trong thành phố Thessalonica này đến như thế nào? Nó không phải đến qua đêm, nó không phải tự nhiên mà có cả một cái tiến trình thuộc làm việc của Chúa. Bắt đầu từ Jerusalem khi các môn đệ của Chúa chờ đợi quyền năng của Đức Thánh Linh, rồi từ Jerusalem giảng ra xứ Giu-đa, giảng tới xứ Samari, rồi trong cơn bắt bớ bị tản lạc trên khỏi trong đế quốc La Mã, họ đến hội thánh Antioch, thành lập hội thánh Antioch, rồi đi giảng truyền giáo tới khi Chúa dẫn qua tại thánh Philip, rồi nơi đó bị bắt bớ chạy xuống Thessalonica. Đạo Tin Lành nó đến trong một cái tiến trình của Chúa, làm công việc của Chúa, kêu gọi những người thuộc về Chúa. Cho nên nó không phải là câu chuyện của con người làm, nó không phải là một cái tiến trình mà con người thực hiện. Cho nên ông nói là đạo Tin Lành về Chúa Giêsu trong tất cả sự yêu dấu đó đã đến với anh em, không phải bằng lời nói mà thôi, nhưng mà bằng quyền phép Đức Thánh Linh. Ông nói là dĩ nhiên nó đến bằng lời nói, nhưng mà nghĩa là bằng cái lời rao giảng, nó có cái sự rao giảng đó, và ông nhắc nhở rằng chúng ta được lại sanh chẳng bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời trong Phi-e-rơ đồng 1. Ông nói là chúng ta được thay đổi, được cứu rỗi bởi lời của Đức Chúa Trời, cho nên đạo Tin Lành đến bằng lời nói, bằng sự trình bày lẽ đạo. Nhưng ông nói là nó đến trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Đạo Tin Lành được rao giảng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì trong đạo Tin Lành, sứ điệp Tin Lành, sứ điệp Phúc Âm chính là quyền năng của Chúa. Trong Ma đồng 1 thì nói là tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Mà nó nhắc cho chúng ta là khi chúng ta tin quyết nơi cái lãnh đạo Tin Lành đó thì chúng ta không hổ thẹn. Chúng ta không có mắc cỡ để khi chúng ta nói là tôi tin Chúa, mà mình cũng không mắc cỡ khi mình nói là anh chị phải ăn năn tội lỗi đối diện với cái lãnh đạo của lời Chúa phán rằng ở ngoài Chúa Giêsu thì không có sự cứu rỗi. Mà mình nói một cách chắc chắn rõ ràng, vì đó là quyền pháp Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Sư đồ Phaolô nói là lúc tôi đến với các anh em tại hội thánh tại thánh của thành phố Corinto, ông nói rằng tôi không có đến để làm gì đặc biệt để mà thuyết phục anh em. Anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Giêsu Christ và Đức Giêsu Christ bị đóng lên trên cây thập tự. Ông nói tôi giảng Tin Lành, tôi giảng lời Chúa và tôi không hổ thẹn về điều đó. Tại vì tôi biết đó là cái cách duy nhất mà Chúa đem sự cứu rỗi của Chúa đến với trong cộng đồng của những người nghe. Vì đây là cách duy nhất mà Chúa đánh thức và kêu gọi những kẻ mà Chúa lựa chọn để đến với Chúa. Cho nên nó đến bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và khi quyền năng của Đức Thánh Linh được rao giảng thì ông nói là được rao giảng bởi những người trong hội thánh, qua hội thánh, với những sự tin quyết rõ ràng. Nó là một cái chỗ mà lời Chúa được chứng minh bằng những người sống động trong lời của Chúa bởi đức tin. Ông nói rằng bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, sức mạnh của sự tin quyết nữa. Sức mạnh của sự tin quyết là sao? Là những người giảng Tin Lành này sống trong đức tin của đạo Tin Lành đó. Họ không có phải là chỉ là cái chuyện chia sẻ một điều như là tin tức. Họ sống trong cái sự tin quyết. Họ sống chết cho đạo Tin Lành. Họ sống chết vì cớ đạo Phúc Âm của Chúa. Rồi ông nói là anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Khi tôi đến sống với lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa, thì anh em biết chúng tôi là ai, cách chúng tôi sống như thế nào. Nghĩa là những người giảng đạo Tin Lành này là những người tin vào đạo Tin Lành, đã được sự thay đổi của quyền năng của Chúa. Dĩ nhiên không phải là trọn vẹn, nhưng đời sống của họ được chứng minh, được thích hợp với lại cái sứ điệp mà họ rao giảng. Ở đây ông đang nói là không phải là mình muốn nghe ai đều được cứu, mình cảm động chỗ nào, mình khóc lóc hay là điều đó đều là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Có lẽ đạo từ nơi Kinh Thánh, được giải thích bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, của quyền năng của Đức Thánh Linh, đến qua cộng đồng của Hội Thánh với những người sống động trong đức tin và trong cái sự thay đổi mà Chúa đã làm trong đời sống của mình, để cho người khác có thể tin được sứ điệp Phúc Âm.
Thành thử khi chúng ta nói rằng tôi tin Chúa thì mình hỏi là tin ở đâu, tin ai giảng, giảng bài nào, cái sứ điệp nào mà đang tin. Nhiều khi nói tôi tin tại vì tôi nghe bài hát nó cảm động quá, tôi tin Chúa. Nó cảm động, nó có thể mở một cái cửa nhưng mà nó không có phải là cái chỗ sự cứu rỗi. Phải gặp gỡ Chúa Giêsu trong lời của Chúa qua quyền năng Đức Thánh Linh, với cái sự tin quyết chắc chắn của những người mà mình đặt lòng tin nơi sứ điệp. Bởi vì Chúa sẽ chứng minh cái sứ điệp, Chúa minh chứng sứ điệp qua những người giảng dạy sứ điệp đó nữa. Rồi ông dẫn cho chúng ta tới một cái chỗ để chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta là những người giảng dạy lời của Chúa hay là chia sẻ sứ điệp của Phúc Âm thì cái đời sống của mình nó cũng phải rõ ràng như vậy. Đó là rõ ràng là lời Chúa đến từ cái lẽ thật mà Kinh Thánh và rao giảng, chứ không phải là mình đưa ra cái sứ điệp riêng của mình. Nhiều khi mình nói chuyện với bạn bè, mình nói tới nhóm của Thánh Anh Hàm vui lắm, thức ăn bữa trưa mấy bạn nấu rất là ngon. Mình có thể khuyến khích họ những điều đó thì dĩ nhiên nó sẽ tạo một cái sự nối kết, nhưng mà nó phải là cái chỗ gặp gỡ Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh qua lời của Chúa. Mà nếu đời sống của mình không thích hợp hay là không có bày tỏ cái sự thật của lẽ đạo Phúc Âm thì mình dễ làm cho những người khác xa Chúa. Nếu mình càng nói về Chúa, mình càng rủ họ tới hội thánh mà đời sống của mình hay là đời sống của hội thánh không thích hợp với lời Kinh Thánh thì nó làm người ta dễ xa hội thánh, dễ xa Chúa. Cho nên nó có hai phần là cái nối kết của lẽ thật, nó đi qua con đường của hội thánh, con người của hội thánh, những người được rao giảng tin lành trong quyền năng của Thánh Linh. Đó là phần chúng ta đã học kỳ trước. Bây giờ chúng ta tới phần số 2, đó là hội thánh thực hành trọng tâm lời Chúa. Sau khi đã nhận lẽ đạo cách rõ ràng, là lẽ đạo chính thống được giảng dạy bởi những người chứng minh rằng mình đã được quyền năng của Đức Thánh Linh thăm viếng và sử dụng, thì ông nói: anh em cũng đã bắt chước tôi, câu số 6, và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ tại xứ Macedonia và xứ Achai. Chúng ta sẽ tiếp tục theo, nhưng mà ở đây thì sứ đồ Phaolô tiếp tục nói thêm, nhưng mà ông nói bây giờ trong cái những người nhận lời của Chúa, nhận cái sự giảng dạy thì bây giờ họ sống như thế nào để mà mình biết rằng họ tin Chúa. Khi mà mình hỏi là anh chị có phải tín đồ của Chúa hay không, hay là anh chị có biết rằng tôi tin Chúa hay không, thì những cái câu trả lời này nó đến từ nơi đâu? Sứ đồ Phaolô chỉ rằng đến từ một cái đời sống được thấm nhuần sống động bởi thực hành lời của Chúa là trọng tâm. Cái chữ cũng ở trong câu số 6, anh em cũng đã bắt chước tôi, cái chữ cũng ở số này thì nó nối kết với lại cái chữ vả ở trong câu số 5. Tức là cái chữ vả là ông mới tuyên bố xong là chúng tôi biết anh em là được chọn lựa của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái chữ vả là cái chữ bởi vì for đó. Bởi vì đạo tin lành đã rao truyền cho anh em, ông nói đây là cái lý do. Rồi ông nói thêm một cái lý do nữa, đó là anh em cũng bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Nghĩa là ông đang tiếp tục trình bày rằng đây là những cái lý do và những cái bằng cớ để một người có thể biết rằng mình tin Chúa, hay là mình có thể nói rằng một cộng đồng là thuộc về Chúa. Thì nó nương dựa trên lời của Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa nhiều sự khốn khó. Rồi câu số 8, vì đạo của Chúa không những từ anh em nơi vang ra trong xứ Macedonia mà thôi đâu. Tức là đạo của Chúa là cái căn bản sống động, cái nền tảng của đức tin và sự liên hệ trong Chúa. Nhưng mà cái nền tảng này nó được bày tỏ ra là cái chữ là anh em đã bắt chước tôi, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Anh em bắt chước. Cái chữ bắt chước này thì nó cũng khá rõ ràng là cái mình làm gì. Cái người kia làm gì mình làm y như vậy. Mình họ cười mình cười, họ vỗ tay mình vỗ tay. Thì cái chữ mimeti hay là cái chữ mimic mà tiếng Anh mình dùng cái chữ mimic, hay tiếng Việt mình chữ bắt chước thì nó là cái chữ little copy, một cái mô hình mà mình chép lại cho nó rõ ràng. Điều mà mình ngạc nhiên đó là tại Thánh Thessalonica thì
cái hình ảnh của Chúa là hình ảnh mà được bắt chước bày tỏ ra, nó không có đòi hỏi thời gian lâu dài để mà được bày tỏ. Họ tin Chúa vài tuần, sau đó sứ đồ Phaolô ở đó giảng dạy vài tuần, rồi sau đó ông phải đi vì sự bắt bớ, ông phải đi rời hội thánh, ông đi vài tháng, thì ông viết thơ lại để ông hỏi coi tình trạng của hội thánh như thế nào. Ông gửi Timothy đến thăm, thì khi mà trở lại thì thấy hội thánh đã thành đạt, được trở thành những người bắt chước Chúa và bắt chước là những người sống động trong lễ đạo. Tức là đây với vấn đề thay đổi này, nó là vấn đề dĩ nhiên và nó là vấn đề tự động. Khi một người tin Chúa thì nó trở thành cái người bắt chước hay là sống động trong lễ đạo của Phúc Âm. Người đó sẽ không còn bắt chước thế gian nữa, không còn đi theo những người ở ngoài Chúa nữa. Họ sẽ bắt chước những người theo đạo Chúa, những người theo lời Chúa. Và điều đó là cái điều mà mình có thể đo lường được. Hồi trước thì mình, trước khi mình tin Chúa thì mình bắt chước nhiều nhiều người nhiều thứ. Những điều mà mình thấy họ làm mình ham. Họ có nhiều tiền mình ham, họ có nhiều áo quần mình ham, họ có xe mới mình ham. Nhưng mà sau đó thì mình tin Chúa thì đó mình hết ham. Mình thấy những người học kinh thánh mình ham, những người hiểu biết lời Chúa, những người sống động trong Chúa, những người hầu việc Chúa, mình muốn những điều đó. Và sứ đồ Phaolô nói đó là những điều tự nhiên, và đó là cái bông trái rõ ràng. Còn nếu mà mình sau khi mình nói là tôi tin Chúa mà tôi vẫn bắt chước chuyện người đời, tôi vẫn theo những cái mô hình của những người trong thế gian, thì sứ đồ Phaolô nói như vậy thì sao nói anh tin Chúa? Anh tin Chúa mà anh bắt chước thế gian, anh không bắt chước Chúa, anh đi theo những người sống cho thế gian, không đi theo những người thuộc hầu việc Chúa, thì làm sao nói rằng tâm lòng của anh hay là của chị của cô thực sự bày tỏ chính Chúa? Thành ra cái chữ bắt chước này nó là một cái sự đo lường là mình theo ai, mà cái nào nó làm mình hấp dẫn, mình được cảm động, mình muốn thay đổi. Mà nếu không có cái bắt chước này, không có cái sự thay đổi này, thì cái gì là cái thật trong đời sống của mình? Sứ đồ Phaolô nói là anh em cũng bắt chước tôi. Anh em sau khi tin Chúa, được, nhận lấy sứ điệp Phúc Âm, có quyền năng của Đức Thánh Linh, được có sự tin quyết chắc chắn của những người hướng dẫn anh em, thì anh em hành động, anh em bày tỏ ra trong cái thái độ và cái ước muốn và cái đời sống thay đổi của mình, anh em bắt chước. Và ở trong sự liên hệ này, sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng cái sự bắt chước này nó bày tỏ một cái sự liên hệ thâm sâu. Ông nói với hội thánh ở thành phố Corinto, ông nói bởi trên dẫu anh em có 10.000 thầy giáo trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Jesus Christ, vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Ông nói tôi lấy tin lành sanh anh em ra, tôi dạy anh em tin lành, đạo tin lành của Chúa, thành ra sao anh em bắt chước tôi? Anh em học tin lành mà anh em bắt chước thế gian thì làm sao nói là anh em tin đạo Chúa? Anh em phải bắt chước cái người yêu mến tin lành, sống động trong đạo tin lành, bày tỏ bông trái của đạo tin lành. Thì tôi nói rồi, nhưng mà mình cũng dễ, mình đang theo ai, mình đang cảm động bởi chuyện gì, mình đang ham muốn ưa thích điều gì, thì được khuyến khích bởi ai, bởi đời sống như thế nào. Ông nhắc lại trong đoạn 11 của sách Corinto, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa Đấng Christ vậy. Cái lý do mà tại sao chúng ta bắt chước Chúa và tại sao cái chuyện này là cái chuyện đo lường dễ dàng và là chuyện bình thường mà mình phải thấy, tại vì cái mục đích của sự cứu rỗi, khi Chúa nói là Chúa chọn để cứu, thì Chúa nói Chúa chọn để cứu với một cái mục đích, và cái mục đích đó là sẽ làm cho những người được cứu giống như Chúa Giêsu. Kinh Thánh tuyên bố điều đó rất rõ ràng trong Roma đoạn 8 câu 28-29. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi bởi ý muốn Ngài đã định, tức là Ngài gọi những người thuộc về Chúa, người định để được cứu. Thì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng là cái lý do mà Chúa cứu và cái mục đích Chúa cứu là làm cho những người được cứu giống như Chúa Giêsu. Và khi Chúa đã thẩm định thì Chúa sẽ làm. Và Chúa sẽ làm không sai trật. Tại vì Chúa là Đức Chúa Trời và sự thẩm định của Chúa sẽ được thi hành. Thì Chúa nói là những người được cứu sẽ giống như Chúa Giêsu. Mình tin Chúa, mình tuyên bố mình tin Chúa, mình ra vào trong hội thánh nhiều năm, nhiều tháng.
soi gương vẫn không thấy giống Chúa Giêsu. Người khác gặp mình nói chuyện về mình, họ cũng không nói mình giống Chúa Giêsu, mà mình cư xử với họ cũng không giống Chúa Giêsu, thì mình kết luận sao? Mình có ở trong mục đích của sự cứu rỗi của Chúa hay không? Chúa nói Chúa sẽ làm những người thuộc về Chúa giống như Chúa Giêsu, cho nên mình phải giống Chúa Giêsu thì mình mới chứng minh là mình được cứu. Nó đơn giản như vậy, mà nhiều khi mình không có đo lường trong cái chỗ đứng đó. Sư đồ Phaolô nói tại vậy đó mà nay bắt chước tôi, tại vì tôi giống Chúa Giêsu. Tôi bắt chước tôi, bắt chước Chúa, tại vì nó là cái chuyện tự nhiên Chúa làm trong lòng của mình, bởi quyền năng của Chúa, qua lời của Chúa, qua mục đích của Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống như hình bóng con Ngài. Để làm gì? Hầu cho con này được là con cả giữa nhiều anh em, hầu cho Chúa được tôn vinh, Chúa được tôn trọng, Chúa được trân quý trong vòng tất cả những người được cứu. Rồi ông nói thêm nữa là cái sự bắt chước này nó bày tỏ ra một cái sự liên hệ rất là rõ ràng giữa chúng ta và Chúa, là đấng cứu chúng ta, vì chúng ta là con của Ngài. Rồi chúng ta là con cái của Chúa, cho nên cái điều mà chúng ta bắt chước là bắt chước người cha của mình. Và anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như đấng Christ yêu thương anh em. Bởi vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một hương có mùi thơm. Ông nói là chúng ta hãy bắt chước Chúa như con cái rất yêu dấu của Chúa, và bước đi trong sự yêu thương như chúng ta đã được Chúa yêu thương, thì cái sự yêu thương của chúng ta, cái sự bắt chước của chúng ta, nó trở thành một cái của tế lễ dâng lên cho Chúa. Khi mình giống Chúa thì là đó là cái sự thờ phượng đạp lòng Chúa như một thức hương có mùi thơm. Thì mình thấy cũng rõ thôi, là khi mình có con cái trong nhà mà nó nghe lời mình dạy cái gì nó làm theo cái đó, rồi sau đó thì nó bắt chước mình, nó làm những cái chuyện mình chưa biểu nó đã làm rồi. Nó đọc được ý tưởng của mình, nó biết cái điều ưa thích của mình, nó biết cái giá trị sống. Thì đó là cái sự vui nối kết trong sự liên hệ trong gia đình. Thì ở đây Chúa cũng nói như vậy, là khi chúng ta bắt chước Chúa, bắt chước những người bắt chước Chúa, là chúng ta đi cái con đường thuộc về Chúa. Và cái thánh dặn dò những điều này là đây là điều mà chúng ta cố ý để làm, nghĩa là chúng ta chọn người để theo, chúng ta nhắm người để mà bắt chước. Ông nói trong câu 14 đoạn số 2 cũng trong sách Thessalonica: hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê và các hội thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình cũng như chính cái hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa. Ông nói là anh em học được một điều, đó là anh em biết cách chịu khổ. Làm sao anh em biết cách chịu khổ? Tại vì anh em bắt chước những người ở trong Chúa chịu khổ, vì đây là con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi. Anh em học biết cái cách sống cho Chúa theo cái kinh nghiệm mà Chúa dạy trong lời của Chúa đối với những người xung quanh. Rồi ông nói thêm, lời Kinh Thánh nói thêm trong Hebrew đoạn số 6: nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy và sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải nhưng cứ học đòi. Cái chữ học đòi là chữ nhưng cứ bắt chước những kẻ bởi đức tin với lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Thì tôi chỉ hỏi lại là khi mình nói rằng tôi có phải là người tin Chúa không, thì cái câu hỏi là anh em bắt chước ai? Anh em bắt chước người tin Chúa hay anh em bắt chước người không tin Chúa? Tại vì người tin Chúa sẽ bắt chước người tin Chúa. Người tin Chúa mà đi bắt chước người không tin Chúa thì có một sự mâu thuẫn rất là rõ ràng. Và cái cách bắt chước này thì không phải là bắt chước theo cái ý của người đó hay là phong cách của người đó. Anh em bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo. Tức là cái sự bắt chước này nó đi con đường của tiếp nhận lời Chúa, thi hành lời của Chúa trong sự vui vẻ và quyền năng của Đức Thánh Linh. Tức là cái bắt chước này không phải là bắt chước theo cái cá nhân của người đó, nhưng mà bắt chước cái phương cách để mà theo Đức Thánh Linh làm việc trong lời của Chúa, trong đời sống của mình. Tức là khi mình hiểu rằng một người có thể sống trong đức tin, vâng phục lời của Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, thì mình cũng đi con đường đó vì lời Chúa dạy và mình sống trong con đường đó, thì mình trở thành người bày tỏ ra cái bông trái kết quả mà Chúa muốn thi hành.
Tức là mình không bắt chước bởi vì mình thích người nào đó, mình bắt chước người đó. Nhưng mà mình bắt chước bởi vì mình thấy cái lời Chúa làm kết quả của Đức Thánh Linh trong đời sống của một người, cho nên mình muốn trở thành giống người đó. Khác hơn đó là mình theo giống như mình theo hùa, mình hùa theo trong cái cảm động cá nhân. Ông nói không, chúng ta đi theo con đường của Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa trong những người giống Chúa Giêsu. Mà khi chúng ta thấy những người khác trở thành giống Chúa Giêsu, mình ham muốn giống Chúa Giêsu, cho nên mình đi con đường tương tự như vậy. Và cái con đường tương tự đó là con đường của sự khó khăn, của sự khốn khó. Anh em bắt chước Chúa, bắt chước tôi và Chúa trong điều gì? Trong sự vui vẻ tiếp nhận lời của Chúa trong nhiều sự khó khăn. Tức là con đường của Chúa dẫn đi một người tin Chúa thật là một người bày tỏ cái bông trái của sự vui mừng trong trong những cơn hoạn nạn. Sư đồ Phaolô nói rõ ràng trong công vụ đoạn 14 là phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Rồi Roma đoạn số 5 thì nói rằng chúng ta khoe mình trong hoạn nạn, biết rằng hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục sinh ra sự rèn tập sinh ra sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta để làm điều gì? Để làm cho chúng ta khoe mình trong sự hoạn nạn, sống trong sự trông cậy. Nghĩa là cái bông trái của công việc Đức Thánh Linh làm sẽ bày tỏ ra trong cái sự vui vẻ, sự vui lòng, cái sự bằng lòng, sống động trong cái hoàn cảnh để giống Chúa Giêsu. Và cái hoàn cảnh đó là hoàn cảnh khó khăn. Mình trong sự hoạn nạn thì mình có sự vui mừng của Đức Thánh Linh. Và điều này là điều mà nếu mà chỉ do sức mình thì mình bắt chước không được. Tại vì cái chuyện này nó rất là khác thường, nó là phi thường thì đúng hơn. Là rất là lạ đời là một người có thể vui mừng trong hoạn nạn. Cái chuyện đó không có phải là chuyện tự nhiên. Một người, con người bình thường của chúng ta không vui mừng trong hoạn nạn. Nhưng mà ở đây thì nó là bởi vì chúng ta hiểu cái mục đích của sự hoạn nạn này là dẫn tới sự giống Chúa Giêsu, cho nên mình vui mừng trong sự hoạn nạn đó để trở nên giống Chúa Giêsu, cho nên bằng lòng đi qua cái hoàn cảnh như thế nào cũng được, miễn là chúng ta trở thành giống Chúa Giêsu. Và nó nói lên một cái giá trị sống rất khác biệt. Và khi chúng ta bắt đầu thấy cái giá trị sống đó nó bày tỏ ra trong đời sống của mình. Hồi trước thì tôi buồn, tôi lo hoàn cảnh tới mà không như ý, tôi cãi, tôi lẫy, tôi làm đủ thứ. Bây giờ chuyện nó không có đụng tới tôi nữa. Cái chuyện mà nó đụng tới tôi là cái chuyện có đúng với lời Chúa hay không, có giống Chúa Giêsu hay không. Cái điều tôi quan tâm là mình có thỏa lòng trong Chúa hay không, một cái lối sống khác, một cái giá trị khác. Thành thử khi mình đọc cái lời của tác giả Gia Cơ trong đoạn 1 thì chúng ta hiểu điều này và chúng ta nhận lấy đây là lẽ thật từ nơi Chúa. Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn thành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Sự nhịn nhục làm trọn việc nó để anh em hoàn thành, tức là anh em trở thành trưởng thành giống Chúa Giêsu trong hình ảnh của Chúa Giêsu. Đây là con đường Chúa dẫn đi, cho nên chỉ có người nào muốn giống Chúa Giêsu thì mới vui mừng trong con đường đó. Còn những người không muốn giống Chúa Giêsu thì chạy hết. Cho nên chúng ta có thể nhìn vào đời sống của mình và biết rằng mình đi con đường của Chúa hay không. Ở trong Phi-e-rơ đoạn 4 thì cũng nhắc lại điều đó, nói rằng hỡi anh em yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách thì chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Đây không phải là để chuyện gì lạ, tại vì người nào mà giống Chúa Giêsu đều đi con đường này. Vì sao? Anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra anh em cũng được vui mừng nhẹ nhõm. Anh em đi con đường này để giống Chúa, vì đây là cái mục đích của Chúa trong sự cứu rỗi. Và cái sự mục đích của sự cứu rỗi khi được thành hình trong anh em thì anh em vui mừng. Và mình đang nói những điều này để làm gì? Để trả lời câu hỏi rằng tôi có phải là tín đồ thật hay không? Làm sao tôi biết tôi là tín đồ Chúa? Khi tôi có sự vui mừng trong cái tiến trình giống Chúa Giêsu, thì mình nói cái đó sao được? Bây giờ trong hội thánh có sự đụng chạm, mình mất lòng ai hay ai làm mất lòng mình, thì bây giờ mình làm gì? Mình giống Chúa Giêsu,
tức là mình chịu chịu khổ, chịu nhục, chịu sự yêu thương trả giá. Thì mình nói cái đó là tôi vui mừng, tôi vui mừng. Cái đó không phải là cái phản ứng tự nhiên, nhưng đó là cái cơ hội để mà chúng ta giống Chúa Giêsu. Thì điều này sư đồ Phaolô nói đó là cái phương cách để mà chúng ta nhận lời của Chúa, tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khốn khó. Đây ông nói thêm trong câu số 7. Đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho thầy các sư tín đồ sư Ma-xê-đô-an và sư A-chai. Cái chữ đến nỗi thì mình cũng không biết là nó hiểu như thế nào, nhưng mà nếu mình nói là với cái mục đích là anh em trở thành gương tốt cho hết thảy các tín đồ sứ Ma-xê-đô-an và sứ A-chai. So that, tức là ở đây cái sự phát triển này, cái sự thay đổi này, sứ đồ Phaolô nói là nó có một cái mục đích. Khi Chúa đem chúng ta vào trong cái kinh nghiệm giống Chúa Giêsu, đi qua những khó khăn để trở thành bày tỏ cái sự giống Chúa đó và sự vui mừng của chúng ta dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta có được một cái mục đích mà Chúa đặt để, đó là chúng ta sẽ được Chúa sử dụng để giúp đỡ những người khác giống như Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ trở thành gương tốt cho những tín đồ khác, và những người đó sẽ vì cớ chúng ta giống Chúa, thi hành đạo Chúa, sống động trong quyền năng của Chúa, thì họ cũng sẽ đi con đường theo Chúa giống như như lời Chúa thẩm định. Cho nên cái chữ là đến nỗi này, khi chúng ta thấy đây là cái mục đích Chúa làm cho chúng ta giống Chúa Giêsu, đồng thời cái mục đích Chúa sử dụng đời sống của chúng ta là giúp những người khác trở nên giống Chúa Giêsu. Hoàn toàn cái cách sống của mình và cách đo lường đời sống của mình nó thay đổi. Cái ảnh hưởng của chúng ta trên người khác là làm cho người đó giống Chúa Giêsu. Và đó là cái mục đích và cái lý do tại sao chúng ta chịu khổ để đi qua cái tiến trình giống Chúa. Vì Đức Chúa Trời có một cái mục đích muốn biến tất cả những người đang bắt chước trở thành những người mô hình để người khác bắt chước. Tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng trên người khác, dù muốn dù không, dù thích hay không. Mình có ảnh hưởng xấu hay ảnh hưởng tốt, nhưng mà luôn luôn có ảnh hưởng. Những người đến với mình thì được ảnh hưởng tốt, hay là những người đến với mình bị ảnh hưởng xấu thì điều đó nó sẽ xảy ra. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng. Và ở đây Chúa nói rằng cái mục đích của Chúa cứu chúng ta là để chúng ta giống Chúa Giêsu, và sử dụng chúng ta để chúng ta ảnh hưởng người khác để họ trở thành giống Chúa Giêsu. Và ông nói nếu mà chúng ta đang thấy cái tiến trình đó xảy ra trong đời sống của mình soi gương, mình thấy có sự thay đổi trong hướng đó, thì mình có thể kết luận rằng hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Cái sự cứu rỗi nó đang được bày tỏ ra trong đời sống của mình. Ở đây chúng ta thấy bày tỏ ra trong đời sống của Hội Thánh Tê-xô-ni-ca thì rất là mạnh mẽ. Hội Thánh trẻ lắm, Hội Thánh chưa được năm mới được gây dựng đó. Có lẽ trong Hội Thánh chưa có người lãnh đạo rõ ràng, tại vì mới tạo dựng Hội Thánh thì các sứ đồ là bị bắt bớ, phải trốn đi. Các tín hữu thì ở lại trong thành phố với nhiều khó khăn. Nhưng họ sanh bông trái, đến nỗi cái ảnh hưởng của họ là cho hết thảy các tín đồ xứ Ma-xê-đô-an và xứ A-chai. Đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy các sứ đồ ở xứ Ma-xê-đô-an và xứ A-chai. Họ trở thành cái ảnh hưởng cho đạo Chúa cách rộng lớn, cái ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu một điều, đó là khi chúng ta sống cho Chúa, cái con đường đem ảnh hưởng cho đạo Chúa nó khác với cái sự mong đợi thường xuyên của chúng ta. Chúng ta có một cái ám ảnh, hay là có một cái sự đo lường là trên số đông. Mình thích số đông, mình thích Hội Thánh ra đông, mình thích làm gì đông người tới. Mình thấy những điều đó là nó xác minh là mình được ơn hay là mình được thành công. Nhưng công việc của Chúa làm thì Chúa dùng những cái nhóm người rất nhỏ để thi hành công việc rất lớn của Chúa. Và ở đây Hội Thánh tại Tê-xô-ni-ca là Hội Thánh nhỏ, mới được thành lập, chưa có lãnh đạo, chưa có tiến trình để mà trở thành mạnh mẽ, thiết lập lâu dài.
nhưng họ đã bày tỏ sự sống của Chúa, họ bày tỏ ảnh hưởng của sự sống đó trên đời sống trong những người chung quanh. Thành thử chúng ta thấy rõ ràng ở đây là cái những người sống trong mục đích của Chúa sẽ được Chúa sử dụng cho bành trướng đạo của Chúa. Và trong câu số 8 thì ông nói thêm một điều nữa để đo lường là những người mà thuộc về Chúa thật, những người là con Chúa thật, là nếu hội thánh là hội thánh thật của Chúa thì sẽ rao truyền đạo của Chúa. Ông nói thêm câu số 8, vì đạo Chúa không những từ nơi này vang ra trong xứ Phasolan ở chạy thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Ông đang hỏi câu hỏi là làm sao tôi để biết là một người tin Chúa, làm sao để biết rằng một hội thánh cộng đồng là theo Chúa thật. Thì ông nói bởi vì cái lý do mà anh em có thể đến cái kết luận đó là vì anh em thấy đạo Chúa vang ra từ trong anh em đến xứ Macedon và Achaia, nhưng mà không phải chỉ trong xứ này thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi. Tức là hội thánh hay là người tin Chúa rao truyền sứ điệp phúc âm. Chúng ta nói rao truyền sứ điệp phúc âm là cái công việc Chúa giao phó, nhưng mà ở đây ông nói cái công việc này nó bày tỏ cái bản chất của người được giao phó. Cái người tin Chúa là người sẽ sống cho đạo tin lành của Chúa, sống truyền rao phúc âm của Chúa. Tại vì nó làm cho Chúa được vinh hiển, nó làm cho những người nghe thuộc về Chúa được Chúa cứu rỗi, trở nên giống Chúa Giêsu. Cho nên ông nói ở đây là đây là những người sẽ giảng tin lành và sống đạo cho Chúa. Cái chữ ông dùng ở đây là chữ vang ra, vì đạo của Chúa không những từ nơi anh em vang ra. Cái chữ vang ra này là cái chữ dùng rất là đặc biệt, tại vì nó chỉ dùng một chỗ này trong Kinh Thánh, và cái chữ là thổi kèn, trumpet, tức là cái kèn thì nó nhỏ nhưng mà nó thổi to lắm. Mình muốn đánh thức ai mình chỉ tới thổi cái kèn vô là người đó thức dậy liền. Thì ở đây cái hình ảnh là cái đạo của Chúa nhờ anh em mà được vang rộng ra, và cái sự tuyên rao này là một sự tuyên rao mạnh mẽ, hết lòng, đầy nhiệt huyết và đầy sự dấn thân. Cái một cái điểm rõ ràng về một người tin Chúa thật là người chia sẻ niềm, cái chia sẻ đạo lý tin lành cho những người khác để họ cũng có thể tin. Thì mình nói cái này dễ hiểu nhưng mà thực ra khó để mà chúng ta nói rằng đây là cái chuyện tự nhiên. Tại vì nếu chúng ta nhìn vào đời sống của mình thì mình rất ít nói về đạo tin lành của Chúa. Mình khi nào có cơ hội nhóm Giáng sinh hay mời bạn thì mình nói chứ. Còn tự nhiên thì mình lại ít nói. Tự nhiên thì cái câu đạo Chúa từ nơi anh em vang ra. Từ trong đời sống của những người này nó vang ra đạo Chúa. Nó có một sự rao truyền mà họ đi đâu thì đạo Chúa được bày tỏ ở nơi đó. Họ đi làm thì người trong sở biết rằng người này tin Chúa. Họ sống trong nhà thì hàng xóm biết rằng người tin Chúa. Và những người biết tin Chúa thì họ được thu hút bởi đạo của Chúa. Sư đồ Phaolô nói nếu mà đó là điều xảy ra thì chúng tôi biết là anh em đã được lựa chọn. Nghĩa là cái sự sống cho đạo Chúa, sự sống thi hành là đạo phúc âm, nó không phải là cái chuyện mình làm như là một cái công tác mình cộng thêm, nhưng nó là cái sự sống mà Chúa bày tỏ. Thì mình nói làm thế nào thì mình trở lại với câu phía trên, đó là sức mạnh của sự tin quyết. Anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em với lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Cái sự tin quyết nơi đạo tin lành, nơi lẽ đạo về Chúa Giêsu thì nó sẽ bày tỏ ra trong đời sống của người chia sẻ đạo đó. Và ở đây tôi không muốn nói là tất cả mọi người chúng ta đều ra đường nói chuyện với người khác về đạo Chúa, tại vì có những chỗ công việc Chúa sử dụng khác nhau. Khi Chúa ra đại mạng lệnh, the Great Commission của Chúa, thì chúng ta phải đi ra, chúng ta phải làm phép báp têm, chúng ta phải dạy đạo.
Nghĩa là có nhiều cái khía cạnh của sự truyền rao phúc âm mà nó đòi hỏi cả hội thánh để có thể tham dự. Không ai có thể làm tất cả mọi việc, và không ai có thể tự một mình mình mà làm trọn được cái công việc dạy đạo, hướng dẫn. Nó là công việc của toàn bộ hội thánh. Nhưng mà cái phần của mình đó là mình có tham dự trong cái công việc đó, mình hăng hái, mình dấn thân, mình nắm lấy cơ hội. Cho nên một hội thánh có những cái cơ hội chúng mở ra thì chúng ta thấy có những người trong hội thánh được cách tự nhiên muốn tham gia, muốn dự phần. Vì sao? Vì đây là cái bông trái của đức tin, đây là sự bông trái của sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, và nó sẽ tự nhiên bày tỏ ra. Và chúng ta muốn thấy điều đó bày tỏ ra hơn nữa trong cộng đồng hội thánh tại Anaheim. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Masurang thôi đâu, nhưng đức tin anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp trong mọi nơi. Rõ ràng ở đây ông nói là đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời, đó là cái kinh nghiệm của anh em trong Chúa. Anh em sống với đức tin ở trong Chúa thì cái điều đó nó tự nhiên nó ảnh hưởng đến người khác, và nó được vang ra, những người biết anh em khắp mọi nơi. Và ông nói là cũng không cần nhắc nhở anh em nữa, tại vì anh em làm rất là trọn vẹn. Cho nên ông nói đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Có một cái hình ảnh mà để song song ở đây là hình ảnh của hội thánh tại Philadelphia. Và trong sách Khải Huyền, khi Chúa viết thơ cho 7 hội thánh thì Chúa gửi thơ cho 7 hội thánh trong vùng Tiểu Á, nó là những hội thánh đại diện cho toàn thể các hội thánh trong lịch sử hội thánh, cũng đại diện cho những cái tình trạng của hội thánh trong toàn lịch sử. Thì ở đây hội thánh Philadelphia thì là một trong những hội thánh trong 7 hội thánh mà Chúa gửi thơ, thì tất cả các hội thánh đều bị Chúa quở trách, trừ ra 2 hội thánh. Thì Philadelphia là một hội thánh không có bị quở trách, nhưng mà được khen. Và khi Chúa nói về cái sự khen thưởng với hội thánh này, thì đây là hội thánh sống động trong sự truyền rao tin lành. Chúa dùng một cái câu mà chúng ta muốn thấy, đó là cái sự truyền rao tin lành nó đem ảnh hưởng tới người khác, sự cứu rỗi đến những người xung quanh, nhưng mà nó là cái dấu hiệu của những người được Chúa yêu, Chúa chọn và Chúa cứu. Cho nên cái sự rao giảng tin lành nó không phải là công việc mình làm không mà thôi, nó là cái sự liên hệ của mình với Chúa được bày tỏ cách sống động trong con đường theo Chúa. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng trong Khải Huyền đoạn 3 câu 7: này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có năng lực, ngươi có ít năng lực, nghĩa là ngươi nhỏ mà có năng lực. Cái câu không phải là ngươi có ít năng lực, nhưng mà ngươi nhỏ mà có năng lực mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan, chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống trước chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Đây là những người chống đối lại với hội thánh. Chúa dùng cái chữ là hội quỷ Satan, là những người xưng mình là thuộc về Chúa, người Giuđa, nhưng mà kỳ thực là không phải. Đây là những người không phải là hội thánh thật, không phải là những người tin Chúa thật. Thì làm gì? Ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình trước xuống dưới chân người, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu người. Chúng nó cái dấu hiệu của hội thánh mà được Chúa mở cửa để thi hành công việc giảng tin lành, dù là nhỏ nhưng mà có năng lực của sự giữ đạo của Chúa, chẳng chối danh Chúa và rao truyền danh của Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ rằng là những người này là những người được Chúa yêu, những người được Chúa chọn, những người thuộc về Chúa. Thì đúng là cái câu mà sứ đồ Phaolô nói, là khi tôi thấy những cái hình ảnh này trong đời sống của anh em, thì tôi biết chắc rằng anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu. Chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và khi mình thấy, mình soi gương, mình nhìn vào cái lịch của mình nhìn vào thời gian của mình sử dụng, và mình thấy nó là thời gian sử dụng cho lời Chúa, rao giảng lời Chúa, nối kết những người khác cho Chúa, thì mình thấy rằng mình rõ ràng sống cho Đức Chúa và sự sai phái của Chúa. Thì mình cũng có thể nói rằng mình biết với một cái sự rõ ràng rằng mình thuộc về Chúa.
Tức là chúng ta sẽ thấy những cái bông trái về đức tin, công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương, bền đổ trong sự trông cậy, đạo tin lành được rao truyền bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, sức mạnh của sự tin quyết, sự nối kết ở trong hội thánh, sự bắt chước Chúa Giêsu để trở nên giống Chúa hơn, sự vui vẻ trong trong hoàn cảnh khó khăn để giúp những người khác, trở thành gương tốt cho những người khác, để trở thành người giống Chúa, và trong sự rao truyền đạo tin lành của Chúa, được Chúa sử dụng để cái đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đồn khắp mọi nơi, đến nỗi không cần phải giải thích thêm, không cần phải nói gì thêm. Thì mình xoay qua người lúc nãy mình hỏi đó, bây giờ có thấy chưa? Bây giờ có thấy rõ ràng là tôi là người thuộc của Chúa chưa? hỏi vợ hỏi chồng thì còn nhiều chỗ trong gia đình phải chứng minh nữa. Nhưng mà một điểm nữa mà sư đồ Phaolô nói ở đây đó là chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu rõ ràng, đó là những người của hội thánh thực sự thuộc về Chúa là hội thánh thực hành trọng tâm nước Chúa. The church is kingdom centric. Khi tôi dùng cái chữ trọng tâm nước Chúa thì chúng ta thấy cái sự chuyển hướng này một tí. Ông đang nói về những sự thay đổi bông trái trong đời sống theo Chúa, bây giờ ông nói về một cái sự thay đổi tổng hợp, một cái sự thay đổi hoàn toàn mà phải thấy được ở trong đời sống. Mọi người tin Chúa đều bày tỏ cái sự thay đổi này. Đó là vả mọi người đều thuộc lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Jesus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ ngày sau. Ông nói có anh em đã nhận lời Chúa như thế nào, đã tiếp đãi những người giảng tin lành như thế nào, và anh em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời bỏ hình tượng, tức là điểm rồi cái điểm mà phải thấy được là có một cái sự thay đổi chắc chắn trong cái hướng đi, trong cái giá trị sống, trong cái cách định nghĩa đời sống, đó là bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời. Và thứ hai là đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, sống trong cái giá trị đời đời của nước Chúa. Có những thay đổi mà chúng ta vừa nói xong ở phía trên về công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương, bền đổ của sự trông cậy, tất cả những điều đó. Bây giờ ông tóm tắt những điều đó lại và ông nói nó là một cái căn bản thay đổi mà mỗi người phải thấy rõ ràng trong đời sống của mình. Là mình nhận lời Chúa nó đem tới kết quả này. Câu số 9 thì ông tiếp tục với cái ý ở bên trên. Vả, tức là cái chữ for, cái chữ bởi vì đó. Khi mà đạo Chúa có ảnh hưởng anh em trở thành người làm gương tốt cho các tín đồ, là bởi vì mọi người có thể thấy được cách anh em tiếp đại chúng tôi. Cái chữ tiếp đại chúng tôi thì dịch hơi thoáng. Anh em đã nhận chúng tôi, cái chữ tiếp đãi này thì nó nói về cái sự cư xử với những người đó, nhưng mà ở đây thì nó là tiếp nhận cái lễ đạo mà cái sự rao giảng phúc âm mà cái nhóm của ông khi sư đồ Phaolô đến với thành phố tại Tê-xu-nô-ri-ca thì họ tiếp nhận cái sứ điệp tin lành như thế nào. Thì khi tiếp nhận cái đó thì cái kết quả là họ đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời. Cái căn bản của tội lỗi là sự thờ hình tượng. Căn bản của tội lỗi là có cái sự thay thế Chúa trong đời sống. Thành thử cái câu mà trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, tức là một cái sự thay đổi cái hệ thống sống cách toàn vẹn. Khi Kinh Thánh định nghĩa tội lỗi thì định nghĩa rằng chúng ta thay thế Đức Chúa Trời bằng hình ảnh của vật thọ tạo, và thường xuyên là chúng ta đặt để mình ở trên cái ngôi mà thuộc về Chúa. Ở trong sách Roma đoạn số 1 thì ở đây nói rằng những người mà từ chối Đức Chúa Trời thì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, không làm sáng danh Ngài và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại,
họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Tức là họ thay thế cái sự thờ Đức Chúa Trời bằng thờ hình tượng của loài người, chính mình hay là điểu thú côn trùng. Thế là mình thấy là những người mà thờ hình tượng thì một là thờ người, hai là thờ thú vật, thờ những vật thờ tạo, không thờ Đức Chúa Trời. Và họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Đó là cái định nghĩa của tội lỗi. Đó là thay thế Chúa trong cái đối tượng của sự thờ phượng. Kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên. Và loài chịu dựng nên có chúng ta trong đó là chúng ta sống cho mình, sống cho ý mình, sống hoàn toàn cho cái giá trị riêng của mình. Thì sứ đồ Phaolô nói là cái người tin Chúa thật sẽ có một cái sự thay đổi mà không thể nào mà không thấy được. Đó là trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng, trở lại đặng thờ Đức Chúa Trời hàng sống. Tại vì cái con đường theo Chúa, sự thay đổi của công việc của Đức Thánh Linh làm, nó không phải là cái chuyện cộng thêm. Không phải là mình đi con đường trong đời sống này rồi mình cộng thêm Chúa để Chúa ban phước, để mình có nhà thờ mình đi rồi mình thay đổi một chút xíu trong đời sống. Ông nói thay đổi toàn vẹn hết. Mình đang đi hướng này, bây giờ mình đi hướng kia. Mình đang thờ hình tượng, bây giờ mình bỏ, mình thờ Chúa. Nghĩa là có một cái sự dứt khoát chắc chắn rõ ràng trong đời sống của những người theo Chúa. Nghĩa là họ chưa đi cho chọn con đường, nhưng mà họ cái hướng đi nó đã thay đổi. Mình hỏi rằng cái hướng đi của đời sống của mình có thay đổi không, thì cái câu trả lời là mình tin Chúa hay không nó được trả lời rõ ràng. À, hồi trước mình yêu thế gian, mình đeo đuổi những chuyện ăn nhiều gì mặc gì, thành công trên thế gian. Mình tin Chúa, mình nói mình tin Chúa, nhưng mà cái sự đeo đuổi nó vẫn y như vậy. Cái định nghĩa của sự thành công nó cũng y như vậy. Cái cách dạy con, cách đo lường nó y như vậy. Thì làm sao hỏi rằng mình tin Chúa? Mình hỏi rằng mình đi nhà thờ thì có. Hỏi rằng mình dâng hiến có hầu Chúa trong nhà thờ thì có. Hỏi tin Chúa hay không? Mà mình không phân biệt được hai điều đó thì mình rất đáng ngại khi chúng ta đối diện với cõi đời đời. Sứ đồ Phaolô nói là có một cái sự thay đổi rất rõ ràng trong cái tâm khảm, trong cái giá trị sống, cái hệ thống sống, là Chúa Đức Chúa Trời bây giờ là rõ ràng là đấng cai trị, là đấng làm chủ, là đấng mình thờ phượng. Nói thêm nữa là đặng thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ. Cái chữ thờ này thì là cái chữ serve, cái chữ hầu việc, đặng trở thành tôi mọi hay trở thành nô lệ của Đức Chúa Trời hàng sống. Tức là bây giờ mình sống không sống cho mình nữa, mình sống để mà phục vụ, để mà thờ kính, để mà làm chuyện mà Đức Chúa Trời chân thật là đấng duy nhất, là chủ, là đấng chủ tể trên đời sống của mình. Nghĩa là cái mục đích mình sống, cái giá trị mình sống, cái đấng làm chủ đời sống của mình nó rõ ràng được thay đổi. Mình tin Chúa hay không nó nằm ở chỗ đó, là ai làm chủ mình. Nếu mình tin Chúa mà mình vẫn còn làm chủ thì mình không gọi là tin Chúa. Nếu mà cái giá trị của mình vẫn là cái cơ bản để mình quyết định thì không gọi là tin Chúa. Nếu sự sinh hoạt của đời sống của mình đeo đuổi cái giá trị giống như trước thì không gọi là tin Chúa. Một cái sự thay đổi nữa mà Sứ đồ Phaolô cũng muốn cho chúng ta thấy và cái đo lường cũng rõ ràng. Đó là đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời. Tức là đặng chờ đợi Ngài Chúa Giêsu tái lâm, ngày mà Chúa trở lại để đón xét kẻ sống và kẻ chết, ngày mà Chúa trở lại để thiết lập nước Chúa đời đời. Tức là chúng ta sống tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Và cái ăn gì uống gì mặc gì của thế gian, đời sống hiện tại nó không còn là cái quan tâm chính yếu nữa. Nó không phải là cái sự lo lắng thường xuyên nữa. Tại vì Chúa nói mấy chuyện đó Chúa lo hết rồi, Chúa biết hết rồi, Chúa biết mình cần cái gì, Chúa biết mình cần ăn lúc nào, mình cần ngủ chỗ nào, mình thiếu tiền thuê nhà ở đâu, mình làm, Chúa nói mấy chuyện đó, Chúa sẽ lo toan hết. Nếu chúng ta sống ở trong một cái hệ thống theo Chúa, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Cho nên cái ở đây một lần nữa tuyên bố rằng cái người tin Chúa thật, cái người mà nói rằng tôi biết là anh em là kẻ được lựa chọn của Chúa, thuộc về Chúa, được Chúa cứu, thì sống trong sự chờ đợi nước Chúa với tất cả cái tâm tư ý tưởng của mình. Lúc mà Sứ đồ Phaolô viết về
những người thuộc về Chúa, thì ông định nghĩa họ bằng cái câu này. Ông viết cho Timothy, ông nói là ông sắp qua đời, ông sắp bị tuần đạo. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành và xong sự chạy, ta đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Yêu mến sự hiện đến của Ngài là tương tự với cái định nghĩa là tin Chúa. Chúa sẽ ban cho những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa. Thì ông không nói vậy, ông nói ban cho những người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Những người trông đợi Chúa trở lại, những người trông đợi nước Chúa. Tại vì đây là tất cả những hoài bão, lý do mình sống, giá trị mình sống, thì rõ ràng là mình trông đợi điều này. Nhưng mà tôi hỏi thật, chúng ta có trông đợi nước Chúa đến không? Thì phần lớn các tín đồ thì nói không. Tôi chưa đi, chưa về hưu, chưa đi Hawaii, chưa tận hưởng món ăn bên Pháp, chưa đi thăm Phi Châu, chưa làm những cái chuyện mà tôi muốn làm. Tôi have a bucket list. Tôi muốn làm cho xong rồi lúc đó Chúa tới thì Chúa tới. Có những người nói Chúa chờ để cho con lớn, con có cháu nội, con bồng. Lúc đó Chúa tới thì cũng được. Không, những người yêu mến sự hiện đến của Ngài, những người mà sống cho giá trị của Chúa. Vì ông nói thêm, chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hàng mạc chúng ta giống như thân thể của mình, vinh hiển của Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Chúng ta là công dân trên trời, chúng ta thuộc về Chúa, cho nên chúng ta trông đợi Chúa đến, bởi vì đó là ngày Chúa là Chúa được vinh hiển rồi trọn vẹn, và chúng ta cũng sẽ được biến hóa để tham dự trong sự vinh hiển của Chúa. Rồi ông nói thêm nữa, trong sách Colossae đoạn 3, vậy nếu anh em được sống lại bởi Đấng Christ, hãy tìm các sự nữa hãy tìm các sự trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Ông nói chuyện là chuyện dĩ nhiên, anh em đã được sống lại với Chúa, anh em được cứu, thì tấm lòng của anh em là tìm chuyện trên trời, ở đâu thì tìm chuyện dưới đất. Và nếu mình tìm chuyện trên trời là khi Chúa tới là tất cả những sự hoài bão của mình đều được thành đạt. Nghĩa là cái sự thay đổi, cái hệ thống sống bây giờ nó khác hẳn. Tôi không đo lường chuyện trên đất nữa, tôi không tìm kiếm chuyện trên đất nữa, chuyện ở trên trời, chuyện thuộc về Chúa. Và khi nào Đấng Christ là sự sống của tôi hiện ra, thì tôi sẽ bước vào trong sự vinh hiển của Chúa. Và ở đây sư đồ Phaolô nói, tôi muốn giới thiệu với tất cả anh em hội thánh Chúa tại Thessalonica. Đây là những người được Chúa yêu dấu, đây là những người được Chúa chọn. Và đây là cái cách thế nào tôi biết họ là những người được Chúa chọn. Cho nên nếu lời Chúa giới thiệu hội thánh Anaheim, thì cũng sẽ dùng những hình ảnh này để nói đây là những người thuộc về Chúa tại Anaheim, đây là những người có tên trong sổ sự sống, đây là những người bày tỏ ra cái bằng chứng của những người được Chúa chọn, Chúa cứu. Thì có tên mình không? Để Chúa cho chúng con biết chắc chắn rõ ràng trong kết quả của đức tin, để sự đo lường của chúng con từ nơi lời Chúa bày tỏ ra trong sự đổi mới trong cách chúng con sống, trong mục đích chúng con đeo đuổi, trong giá trị chúng con thực hiện, để Chúa được sáng danh, để ý Chúa được nên và chương trình Chúa được thi hành, để Chúa Giêsu của chúng con sẽ được tôn đại trong cõi đời đời. Chúng con là hội thánh Chúa được tham dự trong sự làm Chúa vinh hiển và được thuộc về Chúa, sống động trong giá trị đời đời với Chúa. Và điều đó bày tỏ ra trong sự sống hàng ngày của chúng con, trong sự đối xử với nhau, trong sự liên hệ với nhau, trong những điều mà Chúa dành chúng con trong hội thánh và qua hội thánh trong cộng đồng nữa. Chúa vừa giúp chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Christ. Amen.